Hello. Đi đâu hết rồi anh Tù? Chào các anh chị các bạn đến kênh Định Quân Vlog trong mạng. Thì lâu rồi em mới trở lại cộng đồng mạng. Thì đây, cái này mình làm gì mấy anh? Để đâu? Quấn tàng. Đây là mai bông quấn tàng nha các anh chị. Mở cái clip rồi trời. Anh đen. Thôi khỏi cần micro luôn đi. Kiếm chỗ nó nào mà quay tại á, tao quay lúc kia rồi. Quay YouTube lại rồi. Đó, kênh YouTube là mình lại đó. Mấy cha mấy mẹ, con đang quay phim, đừng có gọi điện thoại nữa. Hỏi coi nó nào lấy tụi em nó đi rồi. Nào. Ai biết là nào? Dừng nó bởi nó. Nào lấy mất tiêu rồi đó. Ừ. Ra lại chỗ. Rồi ông Văn đi bướng này về hỏi không nghe nó, không có nào lấy cho. Đây bứng mây bông qua này quấn tàn là gì vậy bứng nha cả nhà. Từ nãy em đứng em diễn không à, đây mới nay em sao cho cả nhà được xem. Bây giờ cái micro không biết nó nằm phương trời nào nữa rồi. Cái này mình làm gì anh? Đây mình sẽ thuốc gì vậy? Thuốc sâu hả? Đây. Đây em cũng lên trên này em quay phim cho xuống để tránh trường hợp bị dính thuốc đó nha. À, còn thấy không? Một hai ba bốn, một hai ba bốn. Ước mẹ đâu đi diễn cho mấy công à. Này là xịt thuốc sâu để mà. Ủa sao không biết lý do sao mà bán rồi mà vẫn còn xịt. Xíu mình cũng không dấn nữa nha.
Đây thưa anh em, thưa cả nhà. Xin chào. Hello. Này quay chút xíu sẽ cắt một đoạn đăng lên TikTok. Đây thưa quý vị, đang xịt thuốc để mà không biết xịt nguyên xịt sao nữa. Này thì theo nhiều số người thì nói rằng xịt sâu thì mình cũng không chuyên rành gì may lắm, cho nên là đây là quấn tàn rồi đó quý vị, cho dễ bứng. Bọn này cũng quen dữ ha. Đây là mai vàng anh lúa, chị thấy không? Đó. Cái này em có thể em phóng xa được, có thể đi xuống được, nhưng mà hai người đang xịt quý vị. Bứng ra làm sao rồi. Đây thưa cả nhà, và ở đây thì xe này cũng như xe đó chứ không phải là riêng gì em. Đây là xin giới thiệu một đại đội mà để bứng mấy cây mai này lên nha cả nhà. Ủa ai đội trưởng? Đây đó. Đây hả? Đội đội phó đâu? Không, ông đó không cầm tiền phát tiền là đội trưởng. Đây quý vị. Cũng không nói chắc chủ nhà quá. Chủ vườn trời ơi cũng gặp nữa. Uống cà phê hàng ngày. Ủa nay mua vườn này hả anh? Cái này mình xin chi vậy anh? Sâu hả? Ủa bướng lên rồi mà cũng sợ nữa hả? Bướng lên rồi mà cũng sợ nữa hả? Không mấy cái mà quấn tàn á. Quấn để đó. Vừa qua. Quấn để đó để mình mốt cái nó ta bỏ mình quấn nó bụng. À vậy hả? Ngày mai mới mình đến. Ngày mai mới mình đến. Mình thấy xanh là bún. Thấy xanh hả? Đi Hà Nội hả? Ba. Đi Hà Nội hả? Quấn hết luôn. Rồi có thằng nào quản chưa? Có thằng quản mới quấn về nó điện cho nó quấn luôn. Quay gì? Qua bển chỉ rồi chỉ rồi. Thôi mày đi qua bển gì rồi? Không mới chạy về nè. Rồi thì đi qua bển đi. Còn ở đây để đây đi.
đây có đại ca giữ rồi, đây là quấn tàn. Quý vị chờ một xíu đi. Đây chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại nha. Thì thôi bây giờ em rút cái micro ra đi, tại vì chắc có lẽ là hết pin hay sao đó, là có nhiều cái micro không được ăn pin. Quý vị để em xuống đi bộ luôn đó, nguyên một đại đội đi quấn cây mai, quấn tàn mai quý vị. Đây xe đổ đây nè, xe đó đổ gì sao bữa nay xui dữ vậy. Đây để em quay thử rồi cả nhà. Gần lại đó, đây này cũng dịp trùng kèo đi. Đây vị. Đây. À, cái nhà heo. Rất là đẹp. Tụ rất là nhiều cái cả nhà. Đây là mai đi Hà Nội nha cả nhà. Em mua liên hệ nha. Giờ ta chuẩn bị ta nghỉ lên rồi. Đây quý vị. Ồ cái mai này nút quá nhiều, quá đẹp. Mai quý vị nút quá nhiều, quá đẹp nha. Đây. Cái này em không có phóng từ xa được cả nhà. Đó. Nhưng mà nhìn cái từ xa thì nút đủ quá nhiều luôn. Mấy ông này chụp thủ môn hay vậy ta. Anh bóng chuyền mà thủ môn có bóng không, ở dưới cao thủ bóng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được chưa?
Chưa. Còn quay phim đang khát nước. Rồi, ai mua quay phim, ai mua mai liên hệ nha. Rồi, ai mua mai liên hệ cả nhà. Xuống mai vàng bình lợi là khỏi cần kiếm mai cho đẹp. Xuống mai vàng bình lợi gặp anh lộm. Hai lộm. Anh lộm à. Quý vị mua mai thì xuống mai vàng làng mai mình lợi, quý vị khỏi cần có lựa đâu có rau trơn rồi á, cây nào cũng như cây đó à. Đó, đây quý vị thấy không, quấn cờ mai rất là đẹp. Nhìn cây quý vị theo. Hồi nãy đã xịt thuốc rồi, xịt sâu. Con gì đó? Đây. Chỗ nào cái ông đội nó xanh áo ngoài xanh, ông nó quấn đẹp quay ổng hoài chứ gì. Ông đó là 15 trong ngày đó. Anh biết Thắng Điện Tây không? Thắng Điện Tử hả? Biết không? Không, ít gặp lắm. Gì? Đây. Đó. Trời ơi, ngồi quấn mai đi còn ghẹo gái nữa. Khổ quá. Thôi. Đây. Đây có em gái này đang quấn mai để canh từ xa quay thử coi. Ủa có người hỗ trợ hả? Rất đẹp thôi cả nhà. Đó. Nhà thấy không? Rất là đẹp. Chung mà quấn tàn lại nó rất là gọn gàng. Để mà dễ bứng. Đâu à? Không lên hả? Đặc biệt là cái ông đội nón xanh. Ủa, em trai này quấn cơ mai cũng đẹp dữ ta. Em trai đó đó. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Dưới đây đủ rồi.